cây này. Cây này thì một mốt cốt vút ngọn cao vào từ mặt đất lên tầm 2m2. 2m2. 2m2 đến 2m5, tại cành đóng rất là đều rồi. Nhiều tại cành. À, cây sống khỏe. Cảnh rất là đẹp, bây giờ đánh lại là ok, ta cảnh là ok rồi. Mới nếu vài cái sơ sơ mà nó ấm tàn, hơi ấm tàn là đẹp. Đây này thì cây một cốt hai thân. À, hàng tay cảnh. Tay cảnh rất là nhiều bà con. Rơi vào mặt đất 1m, 2m, 3m. Từ mặt đất lên là 3m. Đấy, cây sức khỏe, tán tài cảnh rất là nhiều. Dặm chi nó cũng ra cảnh rất là nhiều. Bây giờ đấy thôi. Cốt hai thân. Cốt khá là to. Cốt khá là to. Cây sống khỏe hết rồi con ta ạ. Đây, tiếp theo cây này cũng tai cành, cây tai cành này một cốt to không hư hỏng gì luôn. Tai cành đang bung ngọn này. Ngọn rất là nhiều, cây nào cũng ra rễ sống khỏe hết rồi con yên tâm. Cái này thì khá đẹp đó. Cốt đặc sử, phần rất là vàng đẹp lắm. Ra mầm hết rồi này. Bắt đầu ra mầm hết rồi, xương hết rồi bà con này. Ra mầm, xương mầm đều, đồng đều hết rồi. Cái này thì hai thân, cốt hai thân. Đấy, hai thân cuốn quýt vào nhau rất là đẹp. Đấy, dạng như hai vợ chồng cuốn quýt với nhau. Đấy, cây này thì bà con lấy về thì rất đẹp đấy, đường thân quấn quýt vào nhau như hai vợ chồng tựa như non sông này. À, trước cây này về thì rất là ý nghĩa trong gia đình và hợp quấn quýt lẫn nhau rất là hài hòa, đầm ấm phong thủy rất là đẹp. Cây sông khỏe chi cảnh rất là nhiều luôn, họ ra rất là nhiều, cây hết khỏe hết rồi. Bên kia thì dài, cái bên này vừa mới giật tay lại rồi nó lên mầm sau, còn bên kia thì quá nhiều rồi. Đây, cảnh rất đều nhiều. Đây cây này, này. Một cốt tay cảnh đánh rất đều ấm. Đất to ngọn rồi là xong, cây không hư hỏng gì. Đấy, đang kích lên mấy thằng mầm đây để cho nó đều. Đấy, bắt đầu sương bắt đầu ra hết rồi đó, sương ra hết rồi bà con. Đẹp hết ý rồi nhá, hết chất chấm rồi nhá. Đấy, em nó đã cao rồi, ra lộc rồi, vừa mới bóc bao ở trên. Đó, lọc rất khỏe, sống rất khỏe này, đầu bì ok này. À, trên kia vừa mới tháo bao bắt đầu nó đang ra, vừa tháo bao ngoài ra này, đấy bà con thấy chưa? À, đầm mầm trên kia thì nhiều, cây sống khỏe, rất là đẹp, sống khỏe hết rồi. Cây này thì cốt cây tai cành. Nhiều tai cành, cây không khỏe ấm chậu, cành nhiều, một cốt không hư hỏng gì luôn này. Cắt lại luôn được thành 2m, bọn chậu chơi gia đình quá là tuyệt vời luôn, thân rất là đẹp, sống rất là khỏe này bà con.
Cây này thì quá khỏe luôn, cha cũng khỏe luôn, ngọn tài cảnh rất là nhiều, tài đóng rất là nhiều luôn, xung xuê, cây rất là có sức, rất là khỏe tuyệt đối luôn.